Rèm cửa như ý, chuyên tư vấn thiết kế hoàn thiện rèm cửa văn phòng, rèm cửa gia đình hàng đầu hiện nay. Với mẫu mã đa dạng, chất liệu tinh tế, màu sắc sang trọng, rèm cửa như ý không ngừng đổi mới và phát triển để đáp ứng nhu cầu khắt khe từ những khách hàng kỹ tính nhất. Cam kết hoàn tiền 100% nếu quý khách không hài lòng. Truy cập ngay website remcuanhuy.vn hoặc liên hệ hotline 0973 619898 để được tư vấn miễn phí và hưởng ưu đãi tốt nhất. Bật mí 10 điều mà ít ai biết về Shark Tank Việt Nam. Với 3 mùa lên sóng trên truyền hình, Shark Tank Việt Nam đã tạo nên sức hút mạnh mẽ, mang đến sự kịch tính, thú vị trong từng thương vụ. Dù mang đến hiệu ứng lớn thu hút hàng nghìn người xem, nhưng thương vụ bạc tỷ vẫn có những bí mật chưa được bật mí mà ít ai biết đến. Trong video hôm nay, Độc Đáo TV sẽ tổng hợp những điều mà ít ai biết đến về Shark Tank Việt Nam. 1. Ngoài fan của khách sạn, còn có cả cộng đồng fan của biên tập hậu trường. Ngoài những khán giả nghiêm túc thích xem chương trình Thương vụ bạc tỷ, hâm mộ các vị cá mập quyền năng để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, cũng có một lượng fan khán giả chỉ hóng những tập hậu trường với nội dung cực mặn của đội ngũ ban biên tập Shark Tank Việt Nam và họ luôn đòi tăng lương cho các editor. Trải qua 3 mùa với rất nhiều video hậu trường hài hước khiến những phút giây căng thẳng khi xem Shark Tank Việt Nam trên TV được giải tỏa. Hình ảnh các Shark bên lề hậu trường trở nên đáng yêu, dễ thương cũng ngôn tình không kém phim ảnh. Cũng có những hành động cực phẩm, tưởng chừng như các Shark khi quay hình vô cùng nghiêm túc, căng thẳng bao nhiêu thì khi đến xem hậu trường thì lại càng hài hước, lầy lội bấy nhiêu. Như sự xuất hiện của nhiều hậu trường ngôn tình và cái kết bất ngờ dành cho Shark Bình là điển hình. Trong tập 8 với nội dung video chọn con tim hay là nghe lý trí khiến khán giả cười sặc sụa khi Shark Bình lỡ yêu Startup ống hút cỏ từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Startup đã từ chối Shark Bình và chọn Shark Liên. Đến tập 10 lại một lần nữa, Shark Bình tỏ tình với Startup chuyên nghiên cứu và sản xuất xe máy điện, nhưng rồi hai bên lại không thể đến với nhau. Nghe thì tưởng đó là câu chuyện với cái kết buồn, nhưng không, với đội ngũ editor thì dù buồn đến mấy cũng khiến khán giả cười. Trước những video mặn mà đặc sắc đầy ấn tượng đó, cộng đồng fan team hậu trường comment cũng mặn không kém khi comment dưới video khiến người đọc cười đau cả bụng. Khán giả Lĩnh Trần Hồng nhận xét, ông editor chắc nhà gần biển đúng không? Hay như khán giả Hồng Nguyên Lê comment, ông editor chắc bị sỏi thận, mặn khiếp. Comment tự nick Lợi Nguyễn, nhờ ông editor mà video sau hậu trường lúc nào cũng vui, bựa. À, rất nhiều comment hài hước khác như, khổ thân anh Hưng, trồn quá gắt, chỉ có thể là edit. 2. Shark Liên năm nay mới có 51 tuổi. Khi xem chương trình Thương vụ bạc tỷ, nhiều người biết đến Shark Liên với tên gọi bà ngoại U60 và họ lầm tưởng rằng bà đỡ cho các bạn trẻ chắc cũng phải 60 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thật của Shark Liên tính tới thời điểm năm 2019 là 51 tuổi, bà sinh năm 1968. 3. Người tuyển chọn Startup tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam là ai? CEO TV Hub, bà Lê Hạnh chính là người tuyển chọn casting các team Startup với vòng sơ loại. Bà vừa là CEO, cũng là giám đốc sản xuất của các chương trình Shark Tank Việt Nam. Người phụ nữ quyền lực này từng có hồ sơ lý lịch đầy ngưỡng mộ khi bà chính là người đứng sau việc sản xuất cho nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng trước đó như Iron Chef, siêu đầu bếp trổ tài, Top Chef, đầu bếp thượng đỉnh. Đồng thời bà cũng chính là nhà sản xuất của nhiều bộ phim truyền hình hấp dẫn được đông đảo khán giả đón xem như Bỗng Dưng Muốn Khóc, Ly Hôn. 4. Shark Nguyễn Thanh Việt suýt chút nữa đã chia tay chương trình. Theo tiết lộ từ một cuộc phỏng vấn, Shark Việt dự định sẽ không đồng hành cùng chương trình Thương vụ bạc tỷ mùa thứ 3 bởi ông không muốn xuất hiện nhiều trên truyền hình. Tuy nhiên, do ekip đã phải từ Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội 3 lần thuyết phục, thấy được sự nhiệt tình của ekip cũng như Shark Việt cũng mong muốn giúp đỡ các staff nên ông đã quyết định tham gia. Ngoài Shark Việt, cả ekip phải mất từ 3 đến 4 tháng chỉ để thuyết phục 7 Shark chấp nhận tham gia chương trình trong mùa 3 Thương vụ bạc tỷ. 5. Đổi lại sự nổi tiếng, các cá mập cảm thấy vô cùng áp lực. Từ cơn lốc Thương vụ bạc tỷ ra đời năm 2017, ban đầu các vị cá mập và cả ekip đều không nghĩ chương trình sẽ tạo nên sức hot khiến người xem quan tâm đến vậy. Bên cạnh sự thành công và sự nổi tiếng, tâm sự với báo chí, nhiều Shark cảm thấy rất áp lực và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Bởi lẽ việc kinh doanh, chuyện làm ăn rất quan trọng, nghiêm túc và cần cả sự kín đáo. Nhưng khi tham gia Shark Tank, chương trình lôi tất cả chuyện làm ăn trên sóng truyền hình. Do đó, những người trong cuộc như các Shark đều cảm thấy rất áp lực và rủi ro.
khi chúng ta đầu tư vào lĩnh vực khởi nghiệp đã vô cùng rủi ro, ở đây còn thêm rủi ro về mặt truyền thông. Nếu như những thông tin về những thương vụ đưa ra, truyền đi hoặc không bổ sung một cách đầy đủ, nó cũng tạo lên những áp lực rất lớn cho người thực hiện cũng như các nhà đầu tư ở chương trình. 6. Mời sắc nữ tham gia là một sự khó khăn lớn của chương trình. Thương vụ bạc tỷ gặp rất nhiều khó khăn khi mời các sắc nữ tham gia chương trình, bởi lẽ nhiều nữ doanh nhân thành đạt ở Việt Nam không thích xuất hiện trước đám đông và còn ngần ngại hơn nữa khi phải xuất hiện thường xuyên trên truyền thông. 7. Sự xuất hiện của nhiều quỹ đầu tư nước ngoài đang vô hình tạo nên sức ép cho chương trình Shark Tank Việt Nam. Ở khía cạnh khác, dù không trực tiếp thừa nhận là chương trình Shark Tank Việt Nam đang bị cạnh tranh bởi quỹ đầu tư nước ngoài, thế nhưng những quảng cáo của thương vụ bạc tỷ về lợi ích của các startup Việt khi đồng hành cùng các nhà đầu tư trong nước đã nói lên điều đó. Theo CEO TV Hub, dạo gần đây, khi tôi tiếp xúc với nhiều startup thì cảm thấy càng ngày startup Việt càng năng động và thường xuyên tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo tôi thì sự liên hệ này là cần thiết. Tôi cũng biết nhiều startup Việt đã gặp rất nhiều thuận lợi trong việc gọi vốn của quỹ đầu tư nước ngoài. Nhưng nếu là một startup trẻ khi tham gia vào thị trường bên ngoài, nếu chưa đủ kinh nghiệm là chuyện không dễ dàng. Chúng ta hãy có những lựa chọn thật thông minh. Trong giai đoạn đầu tiên, nếu người đi cùng mình là các nhà đầu tư trong nước sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều thuận lợi. Điều này các bạn có thể thấy rõ qua nhiều thương vụ hợp tác trong chương trình Shark Tank, bà Lê Hạnh đề nghị. Ví dụ ngoài 100 tỷ đầu tư, sắc Nguyễn Ngọc Thủy đã mang cả hệ sinh thái APAC Leaders để hỗ trợ cho Soya Garden nhanh chóng phủ sóng khắp Việt Nam. Soya Garden đang dẫn dắt một trào lưu mới dành cho các bạn trẻ với thức uống sức khỏe từ đậu nành organic. Rõ ràng, ngoài tiền, các nhà đầu tư trong nước sẽ có những giá trị cộng thêm đáng kể dành cho các nhà khởi nghiệp Việt. 8. Nhà sản xuất đã phải đau đầu để lựa chọn startup tham gia chương trình. Về cơ bản, mỗi mùa, Shark Tank Việt Nam sẽ nhận được khoảng 1.000 hồ sơ tham gia dự thi. Sau đó, ban tổ chức sẽ chọn 400-500 hồ sơ vào vòng tuyển chọn, audition. Tiếp nữa là vòng 100 và chọn 50 trong số đó lên hình. Nếu như mùa 2 chỉ chọn được 42 dự án lên hình và 27/42 nhận được cam kết đầu tư từ các sắc, tỷ lệ chọn gần như là 1/40, tức là trong gần 40 hồ sơ dự thi sẽ có một startup thành công gọi được vốn. Như vậy, startup muốn vào được vòng ghi hình đều không hề dễ dàng. 9. Nhiều startup bị trùng ý tưởng khởi nghiệp. Theo trang tin tức của Shark Tank Việt Nam, startup tốt và chất lượng hiện nay đa số họ đã tìm đến các quỹ đầu tư nước ngoài, chất lượng thí sinh tham gia chương trình ngày càng có ít đột phá và bị trùng ý tưởng nhiều. Ví dụ mùa trước dự án Talks Cafe 100% English nhận được 5 tỷ đồng tiền đầu tư từ Sắc Nguyễn Ngọc Thủy. Vậy là mùa này startup gửi về cũng gần 10 dự án liên quan đến mảng giáo dục dạy tiếng Anh. Như vậy nhiều startup đã bị trùng ý tưởng rất nhiều, chưa có tính đột phá đặc biệt và khả năng qua được vòng hồ sơ là rất ít. Bà Lê Hạnh chia sẻ, tôi không biết cười hay nên khóc, có một sự việc hết sức kỳ lạ trong chương trình Shark Tank mùa 3. Nếu thấy mô hình kinh doanh, sản phẩm nào đã chiến thắng những mùa trước, các startup liền gửi dự án tương tự như vậy đến. Càng ngày, số hồ sơ bị loại trong chương trình càng cao vì chưa đủ điều kiện, thường là mô hình kinh doanh không có tính khác biệt hay ít sự đột phá trên thị trường. Theo đó, bà Lê Hạnh muốn nói với các startup Việt rằng nhất định phải tư duy, suy nghĩ cái gì đó thật mới mẻ trước khi bắt tay vào startup. Sở dĩ, chúng ta chưa làm gì có tính đột phá là vì chúng ta sợ hãi, sợ làm cái gì đó khác biệt so với người khác hay trên thị trường. Muốn startup thành công, chúng ta phải biết đến chiến thắng nỗi sợ hãi. 10. Luật của chương trình tạo nên kịch tính. Có thể nhiều bạn không để ý, nhưng Shark Tank có những luật chơi riêng, đều luật tạo nên sự đặc biệt, mang đến hấp dẫn cho người xem. Startup không được mang tài liệu khi ghi hình. Các sắc không được liên hệ trực tiếp với người chơi sau khi kết thúc chương trình một khi đã từ chối đầu tư. Shark Tank không được sử dụng máy tính để tính toán. Thời gian để cá mập đưa ra quyết định đầu tư cho các sắc là 1 tiếng. Người chơi có quyền từ chối những lời đề nghị đầu tư từ các sắc. Khi sắc tuyên bố tôi không đầu tư, họ sẽ không được quay lại tham gia thương thuyết. Các sắc chỉ được đàm phán tăng hoặc giảm tỷ lệ cổ phiếu sở hữu, không được giảm số tiền startup đã đưa ra. Trên đây là một số điều không phải ai cũng biết về Shark Tank Việt Nam. Hy vọng với những chia sẻ của Độc Đáo TV, bạn đã có những thông tin hữu ích. Thông tin được biên tập bởi biên tập viên Hương Hoàng từ ban biên tập Độc Đáo TV. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio @gmail.com, số điện thoại 0964002593. Làm thế nào để được trở thành Shark?
ra mắt công chúng từ năm 2017, Shark Tank Việt Nam đã và đang trở thành một trong những chương trình truyền hình được yêu thích nhất của dân kinh tế và cộng đồng khởi nghiệp ở nước ta. Theo dõi chương trình, chúng ta không chỉ được tiếp cận với những mô hình kinh doanh độc đáo, sáng tạo. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay!